Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục test con bạch kim lục tốn cho mọi người. Đấy, mặc dù nói đi nói lại nhưng mà mình vẫn phải nói bởi vì đôi khi là đây có những cái video mình đã hướng dẫn rồi nhưng mà có thể là một số anh em người ta không xem. Đây là video đầu tiên người ta xem về vấn đề bạch kim tướng nên mình vẫn phải đọc lại những cái hướng dẫn của mình về cái bạch kim tướng này. Đầu tiên là về cái điều kiện để nâng. Thì các kim tướng của các tướng của bạn phải lên kim trước. Đó là cái thứ nhất, kim đạt 9 sao và phải là những tướng đã được update lên bạch kim rồi. Đó. Tiếp theo đó là các bạn nhân vật của bạn là level 88, nơi thí luyện cả 3 tháp vượt lên tầng 100 và tướng của các bạn sẽ phải sở hữu 10 con tướng kim thì các bạn Môn mới có bảo thể kiếm này nâng được bạch nhất kim tướng. gian đông tạc Đó. trường tồn. Về bạch kim tướng thì sau khi nâng kim xong chúng ta sẽ có một ô bạch kim để cho chúng ta nâng. Đây, số lượng nguyên nó sẽ sử dụng 3 nguyên liệu chính. Đó là tuyết hồn châu, đấy, tinh thần hồn châu và mảnh tướng cùng tư chất cùng nước. Đó, với tuyết hồn châu chúng ta sẽ nhận được thông qua tính năng quần hùng tranh bá, còn tinh thần hồn châu sẽ nhận trong tiệm đấu trường vô song. Đó, ở chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 tầng, mỗi tầng sẽ gồm 5 bậc. Đấy, ở mỗi bậc chúng ta sẽ có 4 bậc đầu thì chỉ cần dùng tuyết hồn châu và mảnh tướng cùng tư chất cùng nước để nâng. Đến cái tầng thứ 5 là tầng cuối cùng ấy thì chúng ta sẽ phải cần tinh thần hồn châu và mảnh tướng cùng tư chất cùng nước để nâng. Số lượng nguyên liệu mình đã tổng kết ở đoạn cuối video. Đó, những cái này là cái video nào mình cũng nói nhưng mà anh em thông cảm mình phải nói đi nói lại vì lý do mình đã nói rồi. Đấy, có thể những anh em người ta xem rồi những cái video trước thì người ta thấy là lặp đi lặp lại nhưng mà những anh em mà lần đầu tiên người ta đến với cái video này là video đầu tiên người ta xem thì nó sẽ khác. Anh em thông cảm giúp mình nhá. À, phải nâng được lớn lên bạch kim. Đây là số lượng nguyên liệu từng bậc một này, bậc cuối cần tinh thần hồn châu rồi. Đấy, nói chung là nâng cũng khá là vất vả. Đó là sự thật. Riêng cái mảnh tướng thì chúng ta có thể kiếm dần dần nhưng mà có thể những anh em đã tích từ trước cũng có thể có nhưng mà riêng với tinh thần hồn châu, với hồn châu đặc biệt là tinh thần hồn châu thì cực kỳ là căng. 20.000 cho một viên, 20.000 điểm cho một viên. Thật sự là lâu. Mình cũng đã từng trải nghiệm game mà mình biết là 20.000 điểm tích khó như thế nào và định mệnh đợi đến lúc được hai được được đủ được được đủ tổng cộng là bậc này là gồm 50 viên à không 30 Môn 40 bảo viên thì kiếm nó thì thật này sự rất là nhất toang. gian đông Đây, tạc trường rất là đẹp tồn. đúng không? Tạo hình của lục tốn cái lên bạch kim mà khá là ok. Tuy nhiên thì 3D thì sẽ Ê, không có thay thay đổi một gì người cả. bình thường như ta Đó. được ngài yêu thương Thế rồi khác ở thật là 2D mà chúng ta phước sẽ đức thêm ba có đời. kỹ năng thôi. Đấy, quan trọng nhất là cái kỹ năng tướng của nó sẽ có những sự thay đổi riêng. Đấy, ở đây chúng ta thấy này, chúng ta sẽ có hiệu ứng kỹ năng gồm tuyệt kỹ và các hiệu ứng của nó sẽ không có như gì thay đổi. Chủ yếu là sẽ tăng cái chỉ số, tăng các cái chỉ số của cái kỹ năng của nó lên, nghĩa là giống kiểu cường hóa các kỹ năng thường của nó lên thôi. Đấy, sẽ không có gì thay đổi cả. Đó, nó sẽ có sự thay đổi lớn ở cái kỹ năng mà gọi là thức tỉnh của nó thôi. Thế còn các kỹ năng này thì anh em có thể thấy nó không có gì thay đổi hết ngoài tăng cái lượng chỉ số lên, tăng cái lượng chỉ số lên, cường hóa lên. Đó. Không bị thay đổi nhiều đúng không? Nó sẽ cường hóa lên thôi, mình cũng đã nói rồi. Rồi tăng cái này gây sát thương tăng cái lượng phi kiếm lên này. Đấy. Rồi, quan trọng là kỹ năng thức tỉnh lên này, cái này mới là cái quan trọng nhất. Hỏa hoa. Sau khi mà cộng dồn 3 tầng thì sẽ thức tỉnh. Sau khi thức tỉnh, tấn công pháp thuật của lục tốn tăng 25%, nghĩa là lượng sát thương của nó sẽ là tăng thêm này. Và bạo kích của lục tốn gây cho mục tiêu bị thiêu đốt hoặc là hỏa nghiệp, à quên, nghiệp hỏa sẽ tăng 50%. Đấy, có nghĩa là cái tỷ lệ gây bạo kích tăng lên 50% nữa. Và sát thương bạo kích tăng 100%, nghĩa là cái lượng sát thương từ những cái lần bạo kích sẽ tăng lên là 100% lượng sát thương. Đó, nghĩa là con tướng rõ ràng lục tốn trong cái bản update này sẽ được bổ sung một cái lượng sát thương vô cùng lớn. Đồng hồ vốn dĩ đã rất là mạnh rồi. Công Ngô vẫn diễn rất là mạnh và rất là biến ảo rồi. Thêm con tướng này nữa thì thực sự là có rất nhiều cái để khai thác vào đội hình của Đông Ngô đúng không? Đấy, Cam Ninh nó đã là một cái gì đó nó hãm vai rồi. Thì đến lượt con này gần như nó sẽ được bổ sung thêm, anh em có thể dùng nó để gây thêm sát thương đúng không? Mà ngoài ra thì anh em đa phần sẽ sử dụng lục tốn bằng việc là tận dụng khả năng giảm nộ của nó đúng không? Đấy, giảm nộ hoặc là thiêu đốt các kiểu. Đó, đa phần là giảm nộ. À, đây là chúng ta sẽ có một con tướng giảm nộ và có thêm lượng sát thương rất là ổn, đặc biệt là cái kỹ năng bạo bạo kích diện rộng này của nó thì chắc chắn sẽ rất là hấp dẫn bởi vì nó là sát thương gây gây ra nhiều rất nhiều cái sát thương ấy,
cộng với việc có thêm bạo kích thì nó giống như kiểu lữ bố ở một game nào đó mình không tiện nói tên. Rồi, ok. Nói chung là ngoài cái kỹ năng này ra thì những cái kỹ năng khác thì nó cũng vẫn như thế. Mình nói rồi, nó chỉ cường hóa lên lên cường hóa các kỹ năng kia lên thôi. Đây. Đầu cho anh em kỹ năng bên dưới. Kiếm viêm hỏa hoa với kỳ lửa. Tăng thêm chỉ số thôi. Không có gì thay đổi. Không có một chút gì thay đổi cả. Đó, thì anh em có thể chơi game thì anh em có thể biết cái này thì có lẽ những anh em nào đủ điều kiện để bấm vào xem được thôi, nhưng mà chắc là mình show cho những anh em mà chưa đủ điều kiện để xem ấy. Đó, cái này thì nó không gì thay đổi cả nhá. Đó. Ok, còn sau sau đây thì mình sẽ show cho anh em xem cái trận PK test con tướng này. Đấy, bản này thì thật sự là rất khó để kiếm những cái người chơi ấy, nên là thành thử toàn phải test với bot với lại ai cũng các kiểu với tháp thủng các kiểu thôi. Thì anh em thông cảm giúp mình cái này, nó sẽ không thể hiện được hết cái thực lực ấy. Đó. Đây, bạn xem lực tốn ở trong cái đoạn PK này. Qua lại. Đấy. Thì lửa. Đam nó sẽ to hơn. Đam nó sẽ to hơn là thứ rõ rệt nhất chúng ta có thể nhận ra. Rất là đau, đúng không? Đó. Đó. Rút video PK hơi ngắn một tí anh em thông cảm nhé. Sụp cốt nó chỉ có vậy thôi. Mình cũng không thể cố hơn được. Rồi ok. Video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Ở những video review này thì mình làm khá là ngắn bởi vì cũng không có đủ tài nguyên để làm cho mọi người dài. Mình cũng rất rất muốn làm cho mọi người nhưng mà cái này là do bên nhà phát hành, anh em thông cảm giúp mình. Rồi ok, video này mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Xin chào lại anh em các video tiếp theo. Đừng quên like, share, subscribe kênh giúp mình và xem các video khác, ví dụ về con mình đã làm về con Điển Vy, Tào Tháo hay là Giả Hủ thì anh em có thể xem ở những cái video trước đó cho mình nhá. Rồi, bây giờ thì xin chào lại anh em các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I